Dạ vâng, Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trước mặt anh em đây là một đôi loa của thương hiệu Martin. Một đôi loa Martin cánh én cực kỳ là đẹp. Nếu mà so sánh về hàng bãi thì nó khá là đẹp về độ mới. Nó chỉ có xuất sát ở thùng thôi, nhưng mà em Thanh đã tỉa tót và sơn lại màu đen. So với cái màu nguyên bản của nó là màu trắng đây. Đây là cái đôi mà em đã sơn này, các bác nhìn này. Nguyên bản là màu trắng thì em đã sơn đen rồi. Thì chia sẻ với nhà em mà nếu mà để sở hữu những đôi loa hàng bãi có thương hiệu và có chất lượng và giá thành hợp lý, thì những cái phân khúc hàng đã qua sử dụng hàng bãi của thương hiệu Martin, anh em có thể tin tưởng và sử dụng rất là ok, chất lượng của nó rất là hay nha các bác nhé. Thì trong clip ngày hôm nay thì em Thanh sẽ quay cho anh em về một mẫu loa bãi mang thương hiệu Martin BAT 25. Đó, em đã tỉa tót rất là đẹp từ cái e căng mà đi, các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp nhá. Thay lưới màu đen đẹp luôn rồi. Đó, thì sau đây thì mời các bác cùng quan sát về nội thất của loa. Trước mặt anh em đây là nội thất của loa. Thì đầu tiên đây là cái bát của loa. Thì con bát này do quá trình sử dụng thì nó cũng để xuống nền như nào thì nó cũng chóc hết những cái tem mác ở đây đi rồi. Đây chỉ còn lại một ít là Martin Audio. Đó. Đây, cái chép của nó đây. Martin Audio. Chép khá to. Đó. Đây là con chép của loa. Ở cái dòng Martin này thì cũng chia sẻ với anh em một cái tiếng của nó rất là sáng và hay. Tiếng nó cực sáng và hay luôn. Đây là cái bát của loa này, hàng bãi xịn rất là đẹp các bạn nhé. Cổ keo này, nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy, ướt sũng rồi. Đó, màng này, khớp vải tầm dầu, hai sóng. Và màng là màng giấy. Đó. Nhưng đôi này thì độ mới thì em cũng nói luôn là hàng bãi chúng ta cũng không thể nào mạnh mồm được. Nó cũng qua sử dụng rồi nên là như con này thì em sẽ đánh giá nó sẽ mới được khoảng tầm 80%, 90%. Đấy, nó quãng quãng đó. Đó, bát thì rất là đẹp. Và tới cái tiếp theo của những cái dòng Martin bãi thì ở trên thị trường có rất nhiều loa Martin, nhưng anh em phải để ý rất là kỹ là cái Martin ấy, hàng xịn chỉ cái phân tần nó đều sử dụng cái kiểu như này. Với những đôi loa bát 25 thì nó chỉ có một con chợ thôi, đây một con chợ đồng này. Còn nếu mà một đôi loa bát 30 thì nó sẽ có hai con chợ, bát 40 nó sẽ có ba con chợ các bạn nhé. Đó, con tụ của nó thì anh em phải để ý rất là kỹ cho em nhé, là con tụ này là made in France. Đấy, tụ Pháp. Đấy. Đấy, nó ghi rất rõ made in France này. Đó. Quận cảm thì nó bố trí là có hai quận, một quận to quận nhỏ. Đó. Và tụ thì có ba con tụ, và bát 25 thì nó có một con chợ, bát 30 sẽ có hai con chợ. Và cái phân tần nó kiểu như thế này mới là Martin xịn nha các bạn nhé. Chứ còn phân tần nó ba lăng nhăng kiểu khác kiểu này em khẳng định luôn là không phải hàng Martin xịn. Đấy các bạn nhé, hàng bãi nhá. Đấy rồi, đó là về cơ bản của dòng loa là Martin bát và tép. Còn phía sau của nó thì nó cũng không có gì nhiều, nó có mỗi là phía đúp 10 thôi. Đó, thì đời của những con này thì nói luôn nó sẽ rơi vào tầm năm 2013. Và cái giá bán cũng chia sẻ bật mí luôn trong clip ngày hôm nay là cái đôi loa Martin BAT 25 này thì em Thanh bán với giá là 6.500.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Nếu anh em mà gần cửa hàng hoặc ở gần ấy, thì sẽ được bớt tiền vận chuyển đi. Và tặng kèm 10 mét dây loa và rắc loa các bạn nhé. Thì clip này em chỉ làm ngắn để giới thiệu qua cho anh em về cái ruột gan của con loa này. Thùng rất là nặng và dòng này bát lực, chép sáng nhé các bạn nhé.